Chúng ta đến điểm tiếp theo, đó là chùa Bảo Phước. Theo mà chúng ta đến đó là thiền viện Đồng Lai, nơi có phật Niết Bàn rất đặc trưng.
sẽ cảm ơn anh. Không cần. Chắc vậy. Sao thế mà dễ thương anh? Không. Con như này. Con gì đâu? Thôi bởi vì con nãy anh có biết gì không? Từ sao là sinh nhật Linh được? Không biết.